Xin chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ tiếp tục có thêm một ngày chủ nhật nắng sáo với mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Riêng Mường La, Mường Lay hay là Mường Tè, nhiệt độ cao hơn so với nền nhiệt chung từ 2 đến 3 độ, ở ngưỡng là từ 34 đến 36 độ. Và đây là những điểm nóng cục bộ ở miền Bắc trong ngày chủ nhật. Tại thủ đô Hà Nội, trời có nắng từ sớm và sẽ kéo dài đến chiều muộn. Nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt mức từ 31 đến 32 độ. Trời hơi oi bức nhẹ khi vui chơi ngoài trời, phải đến tối không khí mới dịu mát trở lại khi nhiệt độ giảm về dưới là 25 độ. Trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, thời tiết ở các tỉnh thành phố miền Trung cũng khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ, chỉ riêng một số nơi ở khu vực vùng núi phía Tây như là Hồi Xuân, Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà, Nam Đông, nhiệt độ cao hơn đạt từ 35 đến 36 độ. Với thành phố Đà Nẵng, nắng xuất hiện từ sớm nhưng cường độ nắng vừa phải, nhiệt độ tăng đều từng giờ, cao nhất ngày cũng chỉ khoảng từ 31 đến 32 độ. Cộng gió biển vẫn thổi đều nên trời sẽ không có cảm giác nóng bức. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ráo, tuy nhiên cường độ nắng mạnh hơn so với Bắc và Trung Bộ, nên nhiệt độ cũng có xu hướng cao hơn. Tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng từ 35 cho đến 36 độ sẽ xuất hiện hầu khắp các tỉnh thành phố miền Đông Nam Bộ. Trong khi ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cũng cao từ 32 đến 34 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất ngày rơi vào khoảng 12 đến 15 giờ chiều, ở mức nóng từ 35 đến 36 độ. Sau 16 giờ chiều thì nắng dịu và nhiệt độ cũng giảm dần xuống dưới 32 độ. Và đến chiều và tối mai trời mát mẻ trở lại. Dù trời có nắng nóng vào trưa và chiều, nhưng quan trọng là không có mưa nên thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động của người dân nơi đây. Những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin thời tiết trưa ngày 10 tháng 4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị! We'll be right back.